Không khí ở bang Oregon theo nghĩa đen là lửa màu ở Mỹ do cháy rừng liên tục phát triển ở đó và một số nơi gần đó ở bang Washington và California vẫn đang phải vật lộn cho đến bây giờ để bị lặp lại. Cho đến nay, hàng nghìn cư dân đang bị buộc phải di tản trong khi nhiều khu phố và núi hecta bị cháy hoàn toàn do cháy rừng mù mịt liên tục vẫn còn đang bị gió thổi bay. Những bức ảnh đã đóng góp. Climate change is real. Literal na nakule apoy ang kalangitan at kapaligiran sa Oregon State sa Amerika dahil sa patuloy na tumatinding wildfire rune at sa ilan pang mga kalapit na lugar sa Washington State at sa California na pahirapan pa rin hanggang ngayon na apulahan. Sa ngayon ay libo-libong residenta na ang sapilitang inilikas habang maraming kabahayan at mga ekta-ektaryang kabundukan na ang tuluyang tinapak ing apoy dahil sa patuloy na pagziklab ing wildfire rune na panalalala pa ing Malacas na ihap ing hangin. Contributed photos. Ha ha ha, 问什么的说呵。